Thân chào cả nhà, em giao lưu tiếp tục cùng cả nhà mình nha. Đây là dòng kim quýt nha cả nhà, dòng kim quýt nha anh chị em mình ơi. Em đã tỉa lại bồ tàn rồi, để bồ tàn nó xum xuê quá nên em tỉa lại nha cả nhà. Đó, em quay cái cây kim quýt nè cho anh chị em mình xem ha. Chiều cao tổng thể của cây kim quýt này á, mình tính hết tổng thể là 70 cm nha cả nhà. Chiều cao tổng thể của nó là 70 cm. Cái cục ở dưới đây á, cái cục dưới đây em đo được á, là hoành 32. Còn ở trên cái cổ ngay chỗ này á, là em đo được 16 nha cả nhà. Cái thân này là 16 nè anh chị em mình, cái cục này là 32. Đó, em giao lưu góc vui cùng cả nhà mình nha. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha anh chị em mình. Chỉ có 350k thôi nha cả nhà nha. Đó, một cây phôi kim quýt anh chị em mình ơi. Đó, một cây phôi kim quýt rất là dài nha cả nhà. Đó, để em quay cho anh chị em mình xem rõ ha. Cái phần ngay chỗ này thì anh chị em mình về mình có thể lũa nha. Mình có máy lũa, mình lũa. Em giao lưu 350 cho anh chị em mình về mình lũa cái phần đó nha cả nhà. Cây rất là ok luôn, kim quýt rất là mạnh nha anh chị em mình. Chỉ có 350k thôi nha. Ưng ý nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 nha anh chị em mình ơi. 350k một cây kim quýt nha cả nhà nha.